Rupi yam prima yam tante visum visum rakanatha yati sahane na sahapancha sila. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tati yam ti ma yam tam te visum visum rakhanatha yati sarame na saha pancha sila niya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con kính cung thỉnh ngài Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con, xin kính dâng mít cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiên đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Năng Cha Ha Mi, con lấy mấy lòng thành kính xin quy Phật. Đàm Măng Sa Năng Cha Ha Mi, con lấy mấy lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Khang Sa Năng Cha Ha Mi, con lấy mấy lòng thành kính xin quy Tăng. Lu Ti Yam Vi Bụt Đăng Sa Năng Cha Ha Mi, con lấy mấy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Thế Âm Bị Đắc Mong Sa Nâng Ca Cha Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Âm Bị Sang Tăng Sa Nâng Ca Cha Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ Thế Âm Bị Bụt Đăng Sa Nâng Ca Cha Ha Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Thì âm bi đắc mong sa nâng ca cha ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ thì âm bi sang tăng sa nâng ca cha ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thằng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thân mang sa nang gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khăn sa nang gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tu ti yam ti bút thân sa nang gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tu ti yam ti thân mang sa nang gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti yam ti sang khang sa nang gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam ti bút thang sa nang gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam ti thành nang sa nang gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam ti sang khang sa nang gạch cha ni, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti sa nang ra nang ni thi tăng, phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na thi ba ta Vê-ra-ma-ni sẽ khó bất năng sa ma li ya mi, con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na Vê-ra-ma-ni sẽ khó bất năng sa ma li ya mi, con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacharam
Về là mình đi sẽ khó bất lần xong mà giao mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mù sa hoa đa. Về là mình đi sẽ khó bất lần xong mà giao mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura mê ra yam ma cha pa ma da tha na. Về là mạnh đi sẽ khó bất thân sa ma di ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa chi di du uống rượu và các chất say. Ta na ti pa ta. Về ra mạnh đi sẽ khó ta đam sa ma di ya mi. Con xin vận giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura neraya macchappama dathana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ni man ni ban cha si ca pa da ni sa tu kang ca tu ang ba ma de na ni cha ca lang sam ra phi ta bang di vật tử sau khi tọa trì tam quy của một giới nơi tam bảo rồi phải ráng mới di hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàm tê. Dạ chúng con xin vâng. Sư ca tinh doanh tị sĩ lệ na phu ca sâm bát đàn sĩ lệ na ni phu tinh doanh tị tà sĩ mai sĩ lăng quỷ sô thát dêm. Các chúng sanh đi sinh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhơ. Xa thú lành thay. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamang ye na wan de hang pa da pam sum wa uttamang butte yo kali to do so butto kama tu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo phá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang thammang cha du vi thang wa rang thamme yo khali to do so thammo khama tu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang khan cha du vi thop ta mang sang khe yo khali to do so sang kho kha ma tu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu lễ hai bậc tăng bảo là
phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin kính dâng nấp lại cho Ngài, xin Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con, cho tròn phước báo ngày hôm nay. So atthalatho sukhito vrunno ho buddhasa chane arogo sukhito ho isaha sabbe nyati pisa anthalatham sukhita vrunna buddhasa chane aroga sukhita ho isaha sabbe nyati pite atthalatha sukhita vrunna buddhasa chane aroga sukhita ho tasaha sabbe tiết nhà tiết phiên cầu xin cho các thiền tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú lành hơn a ca sát tha cha phun mắt tha đề hoa na ga ma hít khi ca vượt nhân nô anu mô đàn chú chi rằng rác khăn chú sa sa năng a ca sát tha cha phun mắt tha đề hoa na ga ma hít khi ca vượt nhân nô anu mô đàn chú chi rằng rác khăn chú nô ga ru a ca sát tha cha phun mắt tha Dewa Naya Mahitika Punyang No Anumo Dan Tuchi Rang Rakham Tunya Tajo Aka Sattha Chafum Matha Dewa Naya Mahitika Punyang No Anumo Dan Tuchi Rang Rakham Tupanino Aka Sattha Chafum Matha Dewa Naya Mahitika Punyang no anumo dan tuci rang rakham tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hội trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Dân kinh chi cú sa la cầm măng cách tắp bằng kí ri dân ma ma ca dê na hoa cha ma na sa. Di đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh ni nô áp thi dê cha sát ta á sanh ni nô ca tăng dùn nha phá lăng mây hăng. Sắp đề pha ghi pha hoàn thu tề về các tăng suy đi tăng định năng quân nhà pha lăng ma già về cha tát tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni về đã dừng sắp đề lô cam hi về sắp ta ly quan ta ha ra hệ tu ca ma nhân phô cha năng sắp đề la phàn tu ma ma chê ta tu phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chứng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng liên bang chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được gầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sinh ăn mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đằng hô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng wa ta no vun a sa wa kha ya wa hằng hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nằm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.
Dạ, với con kính cảm ơn Ngài Sĩ Đức đã truyền tâm gư và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng cùng con lễ bái, sám hối, tam bảo và thọ trì ngũ giới. Phước báo nào có được ngày hôm nay, con cũng xin chia đều cho đạo tràng pháp học. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng đường nhau cả thảy. Bây giờ thời gian cũng phải lẽ, con kính dâng mít đến cho Ngài Sĩ Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Ya, Nam mô Tham Mai Ya, Nam mô Sang Thầy Ya. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiện Đức Tăng, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào sư Không Mai, sư Quyển Mộng, sư Không Nhật, sư Nhật Quỳnh, Nguyên Châu Phan, sư Mây Ta, sư Kim Nhung, sư Tô Thiện Phúng, sư Tâm Hạnh, sư Tina, Sư Thi Lâm, Sư Tâm Phương, Sư Trang Thư, Huynh Giang Nhật Hà, Huynh An Trần, Sư Thanh Hoàng, Sư Hà, Sư Nguyên Tịnh, Sư Thiện Vũ, Sư Tâm An, Sư Lan Lê, Sư An Nhiên, Sư Niệm Từ, Sư Kim, Sư Hải và Đạo Hữu Karuna. Quý vị nghe âm thanh rõ hả? Alo, quý vị nghe âm thanh được không ạ? Hay là nhỏ? Rồi, quý vị nghe rõ, xạ thủ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 4 trong. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatayasawanda mi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutta Mo Sapagaru Hichet Thako Lo Kasasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantam Narapu Chanay Yakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Thầm mô bất đề bồ giá tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà ca rô cô sắp bành nhu bút thấp bất đi bù tí sành nhá tù đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giá cần pháp bảo vi như ánh vàng, như lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý sư thô thú gá tá sa sa quá khô sít khà thú ca mô quá ra thầm má sít khá khô niềm đà bá sân sa đi á nà đá rô quá rô hoàng đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giá cần Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ Tăng Hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tà nát tê yá tê kê ná chách khà mê ê tú á thanh năng tá xà phí à nú phà quê ná xá hát xà dê ná chách chạch tú. Cầu xin tâm uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Ya. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 400. Ác cô tha năng quan tạ hoàn tầng, ác cô tha năng quan tá hoàn tầng, ác cô tha năng quan tá hoàn tầng. Câu số 2. Si la hoàn tầng anusat đằng, si la hoàn tầng anusat đằng, si la hoàn tầng anusat đằng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Ác cô tha năng quan tá hoàn tăng, si la hoàn tăng anusat đằng, ác cô tha năng quan tá
quần sĩ la quần tăng anu sa đăng ác cổ tha năng quan tạ quần tăng sĩ la quần tăng anu sa đăng câu số 3, câu số 4 đành tăng anh ti ma sa ri rằng đành tăng anh ti ma sa ri rằng đành tăng anh ti ma sa ri rằng tam hằng pru mi pram ma năng tam hằng pru mi pram ma năng tam hằng pru mi pram ma năng chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 đành tăng anh ti ma sa ri rằng tam hằng pru mi pram ma năng đành tăng anh ti ma sa ri rằng tam hằng pru mi pram ma năng đành tăng anh ti ma sa ri rằng tam hằng pru mi pram ma năng. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài. Ác cổ tha năng quan tạ hoàn tăng si la hoàn tăng anu sa đằng đàn tăng an ti ma sa ri rằng tam hằng pru mi pram ma năng. Ác cổ tha năng quan tạ hoàn tăng si la hoàn tăng anu sa đằng đàn tăng an ti ma sa ri rằng tam hằng pru mi pram ma năng. Ác cổ tha năng quan tạ hoàn tăng si la hoàn tăng anu sa đằng đành tăng anh ti ma sa ri rằng tam hằng pru mi pram ma năng. Ác cổ tha năng quan tạ hoàn tăng si la hoàn tăng anu sa đằng đành tăng anh ti ma sa ri rằng tam hằng pru mi pram ma năng. Trong dòng đọc thì quý vị thấy chúng tôi có hai cách đọc với câu Phật ngôn 400. Cách đọc thứ nhất là nếu chúng ta có hơi sức thì đọc nguyên cả bài, còn nếu chúng ta cảm thấy rằng cái hơi của chúng ta yếu thì cuối câu số 2 chúng ta dừng lại. Ác cô tha năng quá tá hoành tăng xì lá hoành tăng anu sa đăng. Quý vị dừng lại cuối câu số 2. Thì với cách đọc này bảo toàn được hơi sức của chúng ta và chúng ta đọc có lực hơn. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng bài này dễ, với khả năng của mình làm luôn một hơi thì cái đó rất tốt, rất tốt. Ở đây chúng tôi không khuyến khích quý vị đứt hơi ha, mà nghe nó hơi không được trôi chảy thì quý vị cứ đọc lần hai câu cho chắc ăn ha. Bởi vì hai câu nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Rất là hạnh phúc khi chúng ta thấy cuối câu số 2 nó là trường âm. Cuối câu số 2 là trường âm thì quý vị cảm thấy rằng bài này dễ. Còn cuối câu số 2 mà nó là đoạn âm thì hơi khó đé ha. Hơi khó. Như vậy thì cái dòng kinh chúng ta có hai cách đọc. Còn dòng kệ chỉ có một cách mà thôi. Tức là một lần chúng ta cố gắng đọc hai câu nó nương với nhau để lên và xuống dễ nghe. Chứ nếu chúng ta đọc từng câu một á, thì có vẻ nhát gừng và chúng ta không điều tiết được cái giọng của chúng ta. Bây giờ qua giọng kệ ha. Ác cô tha năng quan ta quan tăng si la quan tăng anun sa đằng đến tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Ác cô tha năng quan ta quan tăng si la quan tăng anun sa đằng
đánh tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hăng pru mi pram ma năng a cô tha năng quan ta quan tăng si la quan tăng a nôn sa đằng đánh tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hăng pru mi pram ma năng không hận hay bổn phận kỳ giới không tham ái nhiếp phục thân cuối cùng ta gọi bà la môn ai mời xích mê ta mời xích kim nam mô bồ tát giả nam mô tham ma giả nam mô sanh khả giả dạ cảm ơn cô Kim. Cảm cùng với quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép được đọc bài trước ạ. Và con xin trả bài câu pháp cú 400 ngày hôm nay ạ. Ác cô tha năng hoành ta hoành tăng si la hoành tăng anut sa đăng đàn tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng pru mi pram ma năng ác cô tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng anut sa đăng đàn tăng anh ti ma sa ri răng tam a hằng pru mi pram ma năng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ác trường âm nhấn, cô trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai đoạn âm, oanh trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, oanh trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, xá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ác cô tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng á nút xá đăng. Và con phân tích câu 3 và câu 4. Đăng trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh trường âm nhấn, tí má hai đoạn âm, sa ri hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ác cô tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng anut sa đăng đàn tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng pru mi pram ma năng ác cô tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng anut sa đăng đàn tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng pru mi pram ma năng không hận hết bổn phận trì giới không tham ái nhiếp phục thân cuối cùng ta gọi bà la môn. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Ác cô tha năng hòa ta hoành tăng si la hoành tăng a nuốt sa đăng đành tặng anh ti mà sa ri răng ta ma hăng pro mi pram ma năng. Dạ con đã đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Và con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử.
một hai ba bốn năm. Hay âm thanh tốt quá ha, trời ơi, gì vậy đó, domain 45, vỗ tay bùm 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 luôn, trời ơi, làm gì mà vỗ tay dữ vậy trời, nghe rõ rõ à, ôi rõ vậy là được rồi. Sư bữa nay sư đọc đâu có bị sai gì đâu, đã bữa nay là sư không có đọc cơ cầu an cầu siêu vậy không, sư đọc rõ ràng luôn vậy đó, nghe rõ ràng luôn. Bài kệ 400 này rất là hay đấy sư, nói về ngày sơ phú tá là con thích lắm đấy sư. Thôi đừng có mỏ nhọn nữa, nói nhiều quá, đọc đi trả bài đi. Dạ dạ, từ từ sư bình tĩnh sư, cái gì cũng tới sư. Dạ con xin trả bài kinh pháp cú câu 400. Akho tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng anuk sa đăng đành tăng ăn ti ma sa ri răng ta ma hằng ru mi ram ma năng ác khổ tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anuk sa đăng đành tăng ăn ti ma sa ri răng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Phân tích câu 1, câu 2. Ác trường âm nhắn, khô trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai đoạn âm, quanh trường âm nhắn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, quanh trường âm nhắn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhắn, xá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Khô tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng anuk sa đăng đành tăng ăn ti ma sa ri răng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Phân tích câu 3. Đành trường âm nhắn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ăn trường âm nhắn tí má hai đoạn âm, sa ri hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, trời ơi, phân tích câu này hết gần hết bài luôn, nó giống nhau thôi à. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài rồi ca kệ. Đành tăng ăn ti ma sa ri răng ta ma hằng ru mi râm ma năng ác khổ tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anuk sa đăng đành tăng ăn ti ma sa ri răng ta ma hằng ru mi ram ma năng ác khổ tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anuk sa đăng đành tăng ăn ti ma sa ri răng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Ác khổ tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anuk sa đăng đành tăng ăn ti ma sa ri răng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Ác khổ tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anuk sa đăng đành tăng ăn ti ma sa ri răng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Không hẳn hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ho, 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 ho. Trời ơi, thấy là ba cái vòng hướng dương của Phật Pháp con lời lắm. Chắc không phải bữa nay con khen sư đọc hay, sư cho con á sư, mấy bữa trước sư đối so. Ai, ông lần trước đó, con mắc đói bụng đó, con đọc, nhưng mà con, sư nói con sai cái câu số 1, đó, con không sai đâu, tại vì con chọc sư thôi. Cái chữ mà đăng đanh văn nó là tại vì sư con theo kiểu loco sân ký loco đó, thì con thấy gì con viết rồi ra, con viết lại thì đọc vậy thôi sư, tại vì sư nói là không cần phân tích, mà có phân tích sai đúng thì cũng giống nhau thôi, phải không sư? Ha ha ha, mở dọn. Dạ thôi, con cũng cảm ơn quý vị đã cho bông hoa tùm lum tùm la. Dạ con mời quý vị kế tiếp à. Dạ ba. Alo. Dạ, cho con hỏi đạo tràng có nghe tiếng của con. Dạ, con xin kính lễ Ngài Trí Đức. Con xin chào quý cô tu nữ. Dạ, con xin kính chào quý vị đạo hữu trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 400. Dạ, con kéo cái này lên.
cô ta nặng vấp văn tăng si ra văn tăng anu sang đàn tăng anti ma sa ri rằng ta ma hằng phù mi trầm ma nặng ác cô ta nặng và ta văn tăng si ra văn tăng anu sa đằng đàn tăng anti ma sa ri rằng ta ma hằng phù mi trầm ma nặng ác cô ta nặng và ta văn tăng. Chữ ắc là trường âm nhấn, chữ cu là trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vá là đoạn âm, chữ tá là đoạn âm, chữ văn là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Si la văn tăng anusa đăng, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ác cô tha năng va ta văn tăng si la văn tăng anút sa đăng. Câu 3 và câu 4. Đăng tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng phù mi râm ma năng. Đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. An là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, ri là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc, xin phép đọc lại nguyên bài. Ác cô tha năng vá ta văn tăng si la văn tăng anut sa đăng đành tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng phù mi trầm ma năng. Ác cô tha năng va ta văn tăng si la văn tăng anusa đằng đằng tăng an ti ma sa ri đằng ta ma hằng phù mi râm ma năng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi bà la môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xuống mít, xin mời quý vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn 400 ạ. Ác cổ tha nằng qua ta hoàn tằng xì la hoàn tằng anút sa đằng đằng tằng an ti ma xà rì rằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Cổ tha nằng qua ta hoàn tằng xì la hoàn tằng anút sa đằng đành tằng an ti ma xà rì rằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ác là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ác cổ tha nằng qua ta hoàn tằng xì la hoàn tằng anút sa đằng. Câu 3 và câu 4. Đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, an là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sa ri là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cổ tha nằng qua ta hoàn tàng
sĩ la hoàn tằng anu sa đằng đàn tằng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Con xin kể ạ. Akko tha năng wa ta wa văn tăng si la văn tăng anu sa đăng đàn tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hăng pro mi pram ma năng akko tha năng wa ta văn tăng si la văn tăng anu sa đăng đàn tăng an ti ma sa ri rằng tamang pro mi pramanang. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc, phân tích và kệ xong. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn Tâm Hạnh đã bớt bài. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 400. Akko tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anut sa đăng đành tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hăng ru mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Trường âm nhấn, cô, trường âm thông thường, thá, bản âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, tá, hai đoạn âm, quanh, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si, trường âm thông thường, lá, bản âm, quanh, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, bản âm, nút, trường âm nhấn, xá, bản âm, đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Akko tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anut đăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Đăng, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anh, trường âm nhấn, tí, má, hai đoạn âm, sa, ri, hai trường âm thông thường, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má, hai đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru, trường âm thông thường, mí, đoạn âm, rằm, trường âm nhấn, má, bản âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Đanh, tăng, anh, ti, má, sa, ri, răng, ta ma hăng cù mi rằm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 400. Akko tha năng qua ta hoành tăng si la quát si la hoành tăng anut sa đăng đành tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hăng cù mi rằm ma năng. Akko tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anut sa đăng đành tăng anh ti ma sa ri răng ta ru mi ram ma năng. Akko tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anut sa đăng đành tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hăng ru mi ram ma năng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Dạ, Nam Mô Tham Mai, Dạ, Nam Mô Sang Khai, Dạ, Dạ, con kính đảnh lễ. Ngày Trí Đức, con kính đảnh lễ Trí Tôn Đức Tăng Ni và con kính chờ đạo tràng. Con xin đọc bài. Akko tha năng qua ta hoành tăng si la hoành tăng anu sa đăng
đành tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng thù mi brahm ma nằng ác khổ tha nằng qua ta hoàn tăng si la hoàn tăng anusa đằng ác là trường âm nhấn khô, trường âm thông thường, thá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm thông thường, lá đoạn âm quan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm nút trường âm nhấn, xá đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Akho tha nằng wa ta hoàn tăng si la hoàn tăng anusa đằng câu 34 đằng tăng an thi ma sa ri rằng ta ma hằng bù mi bà ma nằng năm là trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm an trường âm nhấn tí má hai đoạn a ri hai trường âm thông thường văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hay đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bu trường ní đoạn âm brahm trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đanh tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng bu mi ma nằng. Dạ con đọc, xin đọc là đúng câu. Akho tha nằng wa ta hoành tăng si la hoành tăng anu sằng đành tăng an ti ma sa ri vàng không hận hết bổn phận trì giới không tha mái niết phục thân cuối cùng ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Akho Akho tha năng hòa ta quanh tăng si la quanh tăng anu sa đăng đàn tăng an ti ma sa ri răng ta ma hăng tu ni brahm ma đăng. Dạ con xin trao mít cho vị kế tiếp. Dạ con có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin trao mít. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng với đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú 400 ạ. Ác cô tha nàng qua ta hoàn tăng xì la hoàn tăng anút sa đằng đàn tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng bru mi pram ma nàng ác cô tha nàng qua ta hoàn tăng si la hoàn tăng anut sa đằng đàn tăng an ti sa an ti ma sa ri rằng ta ma hằng bồ mi brahm ma nằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ác cô tha nàng qua ta hoàn tăng si la hoàn tăng anut sa đằng. Ác là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Quá tá là hai đoạn âm, văn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, nốt là trường âm nhấn, xá là đoạn âm tăng, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ác cổ tha đằng, quá tá hoàn tăng, si la hoàn tăng, a nốt xá đằng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Đàn tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng rô mi brahm ma nằng. Đan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, an là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sa ri là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bra, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài.
Ác Bồ Tha Đằng Qua Ta Hoàn Tàng Xì La Hoàn Tàng Anut Sa Đằng Đàn Tàng An Ti Ma Sa Rì Rằng Ta Ma Hằng Rù Mi Brahm Ma Nàng. Không hận hết bổn phận, chỉ giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Akho tha nang wa ta wan tang si la wan tang anut sa dang dan tang anti masari rang ta mahang pro mi brahma nang akho tha nang wa ta wan tang si la wan tang anut sa dang Đàn tăng an tí ma sa ri răng ta ma hăng rú mi brahm ma năng. Dạ con xin hết, con xin Ngài và quý đạo hữu sửa cho con. Con xin mời Hồng Mai ạ. Con xin xuống mic ạ. Alo. Dạ. Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lãnh lễ Ngài Thế Đức. Kính bà lễ quý chư Tăng Ni. À, kính chào tất cả các học viên trong rung. Cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu ạ. Con xin đọc câu pháp cú 400. Ác cú tha năng quả tá hoàn tăng si lá hoàn tăng anus sa đằng đàn tăng an ti ma sa rì rằng tá ma hằng cù mi quầm ma năng. Ác cú tha năng quả tá hoàn tăng si lá hoàn tăng anus sa đằng đàn tăng an ti ma sa rì rằng ta ma hằng cù mi quầm ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ác cô tha năng quá ta hoàn tăng si la hoàn tăng anu sa đằng. Ác là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai đoạn âm, quan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, quan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, xá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác cô thá năng quá ta hoàn tăng si lá hoàn tăng a nút sa đằng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đàn tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng phù mi tầm ma năng. Đan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, an là trường âm nhấn, má hai đoạn âm, sa ri hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, mí đoạn âm, va trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đàn tâm an ti ma sa ri rằng ta ma hằng phù mi quầm ma năng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 400. Ác cô tha năng quá ta hoàn tăng si la hoàn tăng anus sa đằng. Đàn tâm an ti ma sa ri rằng ta ma hằng phù mi quầm ma năng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ác cô tha năng quá ta hoàn tăng si la hoàn tăng anu sa đằng đàn tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hăng phu mi quam ma năng. Ác cô tha năng quá ta hoàn tăng si la hoàn tăng anu sa đằng đàn tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hăng phu pham ma năng. Dạ con đã phân tích và đọc kệ xong ạ. Con có gì sai nhờ sư sửa giùm con, nhờ đạo tràng cũng sửa giùm. Xin cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic xin nhường cho bạn Tịnh Tâm ạ. Dạ mô Phật, Phật con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh pháp cú 400.
Dạ, để con kéo xuống. Ác cổ tha nằng quá ta quần tằng xì la quần tằng anút sa đằng đành tằng ảnh ti ma xà rì rầm ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Ác cổ tha nằng quá ta quần tằng xì la quần tằng anút sa đằng đành tằng ảnh ti ma xà rì rầm ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Ách cổ tha nằng quá ta quần tằng xì la quần tằng anút sa đằng. Ách cổ tha nằng quá ta quần tằng xì la quần tằng anút sa đằng. Dạ ách là trường âm nhấn, cô là trường âm tường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, tá là đoạn âm, quanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, quanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là trường đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ác cồ tha nằng quá ta hoành tằng xì la hoành tằng a nút xa đằng. Đành tằng ảnh ti ma xà rì ma hằng rù mi rầm ma nằng. Đành tằng ảnh ti ma xà rì rầm ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ, đanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, sa ri là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc hết nguyên câu ạ. Ác cổ tha nằng quá ta hoành tằng xì la hoành tằng á nút sa đằng. Đành tằng ảnh ti ma xà rì rầm ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Ác cổ tha nằng quá khổ tha nằng qua ta hoành tằng xì là la xì xì la hoành tằng sa đằng đành tằng ảnh ti ma xà rì rầm ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái nhiếp phục thân cuối cùng ta gọi bà la môn. Dạ đó là bản thịt dịch của hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Sau đây con cũng xin kệ. Ác cô ta nắng qua ta quanh tăng xì la quanh tăng a nút sa đằng đánh tăng anh tí ma sa ri rầm ta ma hăng rú mi rầm ma nằng. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính xin Ngài Di Đức và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bót tài. Dạ con xin xuống mít, con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá, con kính đến lễ Ngài. Dạ kính cảm ơn các đội hữu đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu phúc cú số 400. Dạ. A cô tha nằng qua quăng tăng si la quăng tăng anut sa nằng đăng tăng ati mát sa ri yang tama hằng pro mi ram ma nằng. Và chữ ác là chữ thường âm nhấn, chữ cô là trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm, chữ năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ quá là đoạn âm, chữ tá là đoạn âm, chữ quăng là trường âm nhấn, chữ tăng
là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và chữ si là trường âm thông thường. Chữ lá là đoạn âm. Chữ quăng là trường âm nhắn. Chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ á là đoạn âm. Chữ nút là trường âm nhắn. Chữ xá là đoạn âm. Chữ đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, đăng tăng ăn ti ma xà ri dần ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ, con dịch thêm câu 3, câu 4. À, chữ... con sám hối, xin đọc lại. Đăng tăng ăn ti ma xà ri dần ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ, chữ đăng là trường âm nhắn, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ăn là trường âm nhắn, chữ tí là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ xa là trường âm thông thường, chữ rí là trường âm thông thường, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ pro là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, ram là trường âm nhắn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc kệ. A cô tha năng qua ta quan tăng si la quan tăng a nút cha đăng đăng tăng an ti ma sa ri yang ta ma hăng ru vi brahm ma năng. A cô tha năng qua ta quan tăng si la quan tăng a nôn cha đăng đăng tăng an ti ma sa ri yang ta ma hăng ru mi brahm ma năng. A cô tha năng qua ta quan tăng si la quan tăng a nôn cha đăng đăng tăng an ti ma ra vi rằng ta ma hăng ru mi brahm ma năng. Không hận hết bổn phận trì giới, không tham ái nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi bà la môn. Dạ, đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Hình như là không biết sao mình cứ nhập tin của Nhật Hà nghe. Nhật Hà ơi, con xin đảnh lễ Đa Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức và các tôn đức, con xin thành thật đảnh lễ quý cô tu nữ và quý đạo tràng, con xin trả bài câu pháp cớ 400. Cô đa năng và ta văn tăng si la văn, con xin đọc lại. A cô đa năng và ta văn tăng si la văn tăng anusa đăng đăng tăng an ti ma sa ri rằng tam ma hằng pru mi pram ma năng. Và con xin phân tích hàng đầu ạ. A cô đa năng Watta văn tăng, ác cô là ác là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, đá năng, thá năng là thá là trường âm là đoạn âm, năng là trường âm thông thường. Watta văn tăng, wat là đoạn âm, tá là đoạn âm. Quan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Si la văn tăng, si là trường âm thông, lá là đoạn âm, văn là trường âm tâm thường, thường tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anut sa đăng, á là trường âm, là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, sa, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc câu số 3 và số 4 ạ. Đăng tăng ăn tì má rì răng, ta má hăng phong mi prăm má năng. Đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ăn là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sari là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm, mí là đoạn âm, prakmanam, prak là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Akko da nang vata vang tang. Akko da nang vata vang tang. Sil 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 la vang tang anusadang. Dang tang ang ti ma sa ri rang. Ta ma hang pru mi pra ma nang. Được, và con xin kể. Cô đa năng và ta văn tăng xin lao tăng à nu sa đăng 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 tăng ăn ti mà sa ri răng ta ma hăng pru mi prăm ma năng. Không hạnh hết bổn phận, chỉ giới không tham ái nhất phục, thân cuối cùng ta gọi Bà La Môn. Dạ thưa, con xin hết và con xin được sư và quý đạo hữu chỉ dẫn khi mà con đọc sai ạ. Dạ, và con xin mời quý vị đạo hữu kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính lãnh lễ chư tôn đức, con xin kính lễ sư trí đức, con xin kính lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào các em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 400. Ác cô tha nàng quá ta hoàng tăng si la hoàng tăng anốt sa đăng đàn tăng an tí ma sa vi răng ta ma hạng rù mi pram ma nào. Ác cô tha nàng quá ta hoàn tăng si la hoàn tăng anốt sa đăng đàn tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng pru mi pram ma nang. Dạ, con xin được phân tích. Ác là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là hai đoạn âm, quanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, quanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm nhấn, tí má hai đoạn âm, sa ri là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Ác cô tha nàng quá ta hoàn tăng si la hoàn tăng anốt sa đăng đàn tăng an ti ma sa ri răng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái,
nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã giúp đỡ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết và âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 400 ạ. Akko tha năng quá ta vần tăng si la vần tăng anusa đăng đảnh tăng an ti ma sa ri rằng tam ma hằng phu mi brahm ma năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Akko tha năng quá ta vần tăng si la vần tăng anusa đăng. Dạ, câu số 1, ác là trường âm nhấn, cô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn quá tá là hai đoạn âm, quăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu số 2, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, quăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, và đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin tích câu số 3 và câu số 4. Đành tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng bu mi brahm ma năng. Câu số 3, đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh là trường âm nhấn, tí má là hai đoạn âm, sari là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại 4 câu. Cô tha năng quá ta vần tăng si la vần tăng anusa đăng đảnh tăng an ti ma sa ri rằng tam ma hằng phu mi brahm ma năng. Dạ, con xin kệ câu Pháp Cú 400. Akko tha năng quá ta vần tăng si la vần tăng anusa đăng đành tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hăng pru mi brahm ma năng. Akko tha năng quá ta văn tăng si la văn tăng anusa đăng đần tăng an ti ma sa ri lam ta ma hăng phu mi brahm ma đăng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Và con đã phân tích, con đọc xong, con có sai thì con xin mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại. Và bây giờ xin mời bàn tay của Huynh Đăng Trần ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Và con cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, Mô Bích Tha. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Quý Sư. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh câu Pháp Cú số 400. Akko tha năng vá ta văn tăng si la văn tăng anusa đăng đàn tăng
Antima Sari Rang Tamahang Rung Mi Ram Ma Nang. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Các cô tha năng bá tá bằng tăng si lá bằng tăng anusa đăng. Ác khô là hai trường âm, thá là đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá tá là hai đoạn âm, văn tăng là hai trường âm, si là trường âm, lá là đoạn âm, văn tăng là hai trường âm, á là đoạn âm, nút là trường âm ngắn, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc câu 1, câu 2 và câu 3, câu 4 và phân tích. Cô tha năng bát tát văn tăng si lá văn tăng anusa đăng đăng tăng an ti ma sa ri rằng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Đăng tăng là hai trường âm, an là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ma là đoạn âm, sa ri rằng là ba trường âm, tam ma là hai đoạn âm, hang là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Ác khô tha năng bát tát bằng tăng si lá bằng tăng anusa đăng đăng tăng an ti ma sa ri rằng ta ma ăn ru mi cầm ma năng. Người mà vô hận vô sân, làm tròn bổn phận, tự tâm tự điều, ly tham các bước yêu, bốn bậc phạm chí chẳng nhiều lắm đâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con xin hết, con xin cảm ơn sư Trí Đức, con xin cảm ơn quý đạo hữu. Con xin mời đạo hữu Quan Thanh. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Và con kính đảnh lễ quý bà, quý tô, tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 400. Cô tha năng qua ta hoàn tăng si la hoàn tăng anut sa đăng đàn tăng an an ti ma sa si rằng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Ắc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, quan là trường âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ăn là trường âm nhấn, nút là trường âm nhấn, á là trường âm nhấn, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tí má là hai đoạn âm, sa ri là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đã con xin đọc lại toàn bài. Ắc cô tha năng qua ta hoàn tăng si la hoàn tăng
anusadang dan tang anti masari rang tamaha rumi ramanang akko thanang wata wantang sila wa sila wantang anusadang dan tang anti masari rang tamaha na tamaha rumi ramanang không hận hết bổn phận trì giới không tham ái nhiếp phục thân cuối cùng ta gọi bà la môn của hòa thượng Quý Kinh Châu. Dạ con xin đọc bài, con đã trả bài xong. Con xin xuống với con cảm ơn, con có sai thì mong ngài trí đức và đạo tràng sửa cho con. Con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bắt bài. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, Sĩ Quang Thành. Cái câu cuối cùng, tam hằng pru mi pram ma năng. Chỉ tam hằng, chứ không phải là tam ha. Sĩ Quang Thành coi lại chỗ đó nha. Tam hằng pru mi pram ma năng, chứ không phải tam ha. Rồi. Như vậy cũng tiến bộ rất là nhiều ha. Rồi xin mời Sức Lan Lê. Dạ con xin đảnh lễ ngài Chí Đức và dạ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 400 Akko thanang wata wang tang si la wang tang anusadang danang timasa ri rang tamahang ruhi brahmanang cô ác ác cô tha nàng qua ta hoàn tầng xì la hoàn tầng anusa đằng ác là trường âm nhấn, cô trường âm thông thường, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là hai đoạn âm, quan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xì la xì trường âm thông thường, lá đoạn âm, quan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhấn, xá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ác cô tha năng quá ta hoàng tăng xì la hoàng tăng anusa đằng đàn tăng an đàn tăng an timasari đàn tăng an tí ma sa ri rằng ta ma hằng cù mi pram ma năng đàn trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm
An, trường âm, nhấn, tí, má, hai đoạn âm, sa, ri, hai trường âm thông thường, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên. Tá, má, hai đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru, trường âm thông thường, lý, đoạn âm, ra, râm, trường âm nhấn, má, năng, má, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn, tăng, anh, tí, má, xà, rì, răng, tá, má, hăng, ru, mít, râm, má, năng. Con xin đọc lại từ đầu. Ác cô tha năng quá ta hoàng tăng xì la hoàng tăng anh nu sa đằng đàn tăng anh tí ma sa ri răng ta ma hằng ru mi pra măng ma năng. Ác cô tha năng quá ta hoàng tăng xì la hoàng tăng anh nu sa đằng đàn tăng an ti ma sa ri rằng ta ma hằng ru mi phạm ma năng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn 400. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Ác cô tha năng quá ta hoành tăng, xì la hoành tăng, anút sa đăng, đành tăng, anh ti ma sa ri răng, ta ma hằng, bru, mi pram, ma năng. Ác cô tha năng quá ta hoành tăng, xì la hoành tăng, anút sa đăng, đành tăng, anh ti ma sa ri răng, ta ma hằng, bru, mi pram, ma năng. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Cô tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng anút sa đăng. Ác là trường âm, cô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá tá âm, quan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ác cô tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng anút sa đăng. Và câu số 3 và câu số 4. Đành tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Đan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh là trường âm nhấn, tí, má là hai đoạn âm, sa, ri là hai trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đan tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ con xin đọc lại. Ác cô tha năng quá ta hoành tăng si la hoành tăng anút sa đăng đan tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi bà La Môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Ác cô tha năng quá ta hoành tăng, si la hoành tăng a nu sa đăng. Đàn tăng an ti ma sa ri răng, ta ma hăng bru mi pram ma năng.
cô tha năng và ta văn tăng si la văn tăng anu sa năng đàn tăng an ti ma sa ri răng ta ma hăng bru mi brahma năng. Dạ con đã đọc xong. Con có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép đọc bài câu kệ 400. Akho tha năng va ta hoàn tăng si la hoàn tăng anu sa năng đàn tăng an ti ma sa li na rằng tăng tu mi phạm ma năng. Con phân tích câu 1 và 2. Akho tha năng quát ta hoàn tăng si là hoàn tăng anus sa tăng ác trường âm nhấn khô trường âm thông thường thá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá tá hai đoạn âm hoàn trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm si trường âm thông thường lá đoạn âm quan trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm nước trường âm nhấn xá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm si ác khu tha năng quát ta hoàn tăng si la hoàn tăng án sa tăng. Câu 2 và 4. Đăng tăng an ti ma sa li rằng ta ma hằng vùng mi bram ma năng đăng trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm an trường âm nhấn tí má hai đoạn âm sa li hai trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm vu trường âm thông thường mí đoạn âm râm trường âm nhấn má đoạn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đăng tăng an tí ma sa li rằng tá má hằng vùng mí râm má năng không hận hết bổn phận trì giới không tham ái nhiếp phục thân cuối cùng ta gọi là Bà La Môn hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kể. Akho tha năng va ta hoàn tăng si la hoàn tăng an sa đăng đàn tăng an tí ma sa vi lăng ta ma hăng vùng quý tâm ma năng. Con kính tri ân Ngài và con kính tri ân đạo tràng, có sai xin Ngài và đạo tràng sửa lỗi cho con. Dạ, con xin đảnh lễ ân Đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú số 400 ạ. Cô tha năng quá ta hoàn tăng si la hoàn tăng anut sa đăng đàn tăng an tí ma sa rì răng ta ma hằng ru mi răng ma năng át cô tha năng quá ta hoàn tăng si la hoàn tăng anut sa đăng đàn tăng a tím an tí ma sa rì rằng ta ma hằng rù mi rành ma năng át cô tha năng quá ta hoàn tăng xì la hoàn tăng a nút sa đằng đàn tăng an tí ma sa rì rằng ta ma hằng rù mi rành
Ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ác cô tha năng quá ta hoàn tăng xì la hoàn tăng án nút xa đăng. Là ác là trường âm nhắn, cô là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Quá tá là hai đoạn âm, quan là trường âm nhắn, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, quan là trường âm nhắn, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, á là đoạn âm, nuốt là trường âm nhắn, xá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Câu số 3 với câu số 4. Đan tăng an tí ma sa ri răng ta ma hằng ru mi răn ma năng. Đan là trường âm nhắn, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, an là trường âm nhắn, tí ma là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, ri là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ta ma là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, răn là trường âm nhắn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Át cô tha năng quá ta hoàn tăng si lã hoàn tăng an nút xa đăng đàn tăng an tí má xa rí răng ta má hằng ru mí răn má năng. Không hận hết bổn phận trì giới, không tham ái nhiếp phục thân, cuối cùng ta gọi bà La Môn. Dạ con đã trả bài xong, có chỗ nào sai xin sư và đạo tràng sửa cho con, và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cũng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, còn vị nào chưa trả bài không? Đăng Lê có trả bài không? Đăng Lê. Tại Nhật Bình thấy còn người đang nói thôi hả? Đăng Lê. Vậy còn mình Nhật Bình thôi sao? Dạ, cảm ơn Kim Nhật. Đăng Lê ơi, lúc nãy Nhật Bình thấy Đăng Lê cầm mic mà không có đọc bài được. Bây giờ Đăng Lê có muốn thử mic không ạ? Alo, Đăng Lê có muốn thử mic không? Nhật Bình nhường mic ạ. Cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Có muốn thử mic không? Rồi, mời Đăng Lê nha. Ây da, tội nghiệp Đăng Lê quá, cầm mic mà không nghe ai nghe được hết. Hà nói gì? Cho con xin lực âm. Mình không hiểu nha. Hà ơi, có gì gọi điện cho Nguyên Trang đi, rồi nói Nguyên Trang, nói rồi vậy. Nhật Bình đọc, Nhật Bình không biết nha. Xin lỗi nha, dạ. Không hiểu Nguyên Trang, sẽ Hà muốn nói gì. Dạ, con xin được. Trời, không hiểu luôn trời. Dạ, con xin được trả bài cho Pháp Quốc Kinh 400 ạ.
cô tha năng quá ta hoàn tăng si là hoàn tăng anh nút sa đăng đàn đăng đàn tăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng su mi râm ma năng át cô tha năng quá ta hoàn tăng si là hoàn tăng anh nút sa đăng đàn đăng anh ti ma sa ri răng ta ma hằng su mi râm ma năng. Con xin được phân tích ạ. Câu 1 và câu 2, át trường âm nhấn, cô trường âm thông thường, thá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá hai đoạn âm quanh trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Si trường âm thông thường, lá đoạn âm quanh trường âm nhấn, tăng trường âm thông thường, á đoạn âm nút trường âm nhấn, xá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át át cô tha năng quá tắc hoàn tăng si là hoàn tăng anh nút sa đăng. Con định phân tích câu 3 và câu 4. Đăng trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, anh trường âm nhấn, tí má hai đoạn âm, sa ri hai trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À thôi, để cái gì mà Nhật Quỳnh nhắn ở đâu được nhắn lên trên room, hay là mà Hà muốn nhắn qua BM hay như thế nào nha, cho Nhật Quỳnh biết. Để Nhật Quỳnh nhắn qua cho Nguyên Trang được không? Ha ha. Dạ, con xin được đọc lại ạ. Át cô thá năng quá ta hoành tăng si là hoành tăng anh nút sa đăng đàn tăng anh ti ma sa si răng tâm hằng su mi râm ma năng. Không bụng, không hận hết bụng hận, trì giới không tham ái nhiếp phục thân, cuối cùng ta gọi Bà La Môn. Dạ, xà thú có tịnh tâm cho Hà kìa Hà ơi. Ất cô tha năng và ta quanh tăng sĩ la quanh tăng an uột sa đăng đành tặng anh ti mà sa si răng phạm ma hăng su mì rầm ma năng. Ất cô tha năng và ta quanh tăng đa quanh tăng an uột sa đăng đành tăng anh ti mà sa si mà sa ri răng tạm ma hăng su mì râm ma năng. Dạ con đã đọc phân tích có sai, con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Và con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con thấy ngài đã trở lại đạo tràng rồi, dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Sa thú sa thú, hôm nay quý vị tham gia rất là đông và mạnh dạn nên đưa tay đọc. Dù trong đó cũng có những khuyết điểm, có những vị mới cũng chưa có thuần thục lắm, nhưng mà sự tiến bộ của quý vị đó chính là cái vấn đề vượt lên chính mình. Quý vị cứ mạnh dạn, đừng có ngại rằng quý vị mới rồi quý vị sợ đọc sai. Càng đọc sai càng nhiều quý vị càng tiến bộ. Càng đọc sai nhiều thì quý vị càng tiến bộ. Bởi vì khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta nghe những vị khác, rồi chúng ta tự chỉnh sửa lấy chính mình. Học thầy không thầy học bạn. Do những pháp lữ của chúng ta mà chúng ta cảm thấy gần gũi, dễ sửa sai hơn. Còn chúng tôi thì dài chẳng qua núp lùm, lâu lâu nghe cái chỗ nào thì chỉnh sửa, chứ không phải là thật sự ngồi trước máy suốt một thời gian dài.
À, quý vị cũng quan nghĩ ha. Cho nên nhiều khi cái đúng cái sai của quý vị á, thì quý vị tự biết. Bởi vì ta đi với nghiệp của ta, đúng hay sai cũng do chính mình quyết định. Chúng ta chỉ hướng dẫn quý vị thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã đọc như vậy rồi, thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Akko tha nang vata quan tang, câu đầu tiên. Câu đầu tiên có hai từ, akko tha nang là một, vata quan tang là hai. Thì chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này. Akko tha nang, chúng ta thấy chữ A phía trước đó là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là không. Nhưng mà chữ A này nó đứng trước là cô, thì chúng ta phải thêm một chữ K nữa, thành ra chữ ắc chứ không phải chữ A. Chúng ta đọc là ắc. Vậy thì cô thành ăn, do cái từ cô thành á, nó là một danh từ nam tính ha, á cô linh ta phun linh nha. À, cô thành á được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ hay các quy thành á, cho nên cô thành á biến thành cô tha năng. Cô tha năng có nghĩa là người không nóng giận, người không nóng giận. Cô thành á là nóng giận. Đây có chữ á, có nghĩa là không nóng giận. Rồi. Cái từ thứ hai, quá tá quanh tăng. Quá tá quanh tăng. Ở đây chúng ta thấy quá tá, nó là một danh từ nam tính. Á rành tá phùng rình gá. Nhưng mà chữ quanh tăng ở phía sau, à, đó là một tiếp đầu ngữ ha, do cái từ quanh tú. À, nhưng mà quanh tú được chia theo đôi các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ hay các quá trình ha, cho nên chữ quanh tú biến thành quanh tăng. À, quá tá quanh tăng có nghĩa là người có sự hành trì, người làm tròn phần sự, người có sự hành trì, người làm tròn phận sự. Rồi câu thứ hai, si la quanh tăng anusat đăng, si la quanh tăng anusat đăng. Câu số 2, có hai từ. Si la quanh tăng, do cái từ si la, à, quanh tú. Si la nó là một danh từ trung tính. Á cơ lên ta nó phùng sa cà linh ra. Si la có nghĩa là giới luật. Và quanh tăng nó ở phía sau, do cái từ tiếp đầu ngữ quanh tú, chỉ cho cái sự sở hữu ha, chỉ cho sự sở hữu. Mà chữ quanh tú này được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ hay các quá trình á, cho nên chữ quanh tú biến thành quanh tăng. Si là quanh tăng, người có giới hạn. Si là quanh tăng, người có giới hạn. Rồi cái từ anusatang, anusatang, à anusatang chứ không phải anusatang hả? Anusatang, à xin Nhật Quỳnh sửa lại, anusatang. Anusatang hả? Chẳng phải anusatang nha. Anusatang, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ anh ở phía trước có nghĩa là không. À, anh có nghĩa là không. Và usadang, usadang do cái từ usada,
Usada nó là một danh từ âm tính. Akarantapumlinga Usada có nghĩa là sự ngang bướng. Vậy thì chữ Usada ở đây được chia theo đối các số ít Dutiya Vipati Ekavachana. Cho nên Usada biến thành Usadang. Usadang là ngang bướng, nhưng mà có chữ âm ở phía trước. Anusadang, người có tính không ngang bướng. Người có tính không ngang bướng. Usadang, Usadang, người có tính không ngang bướng. Rồi. Và câu thứ ba. Đành tăng anh tí ma sa ri rằng, đành tăng anh tí ma sa ri rằng. Câu số 3 có hai từ, đành tăng là một, anh tí ma sa ri rằng là hai. Chữ đành tăng ở đây do cái căn ngữ đâm cộng với tá, một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà đanh tá được chia theo đối các số ít Dutiya Vipati Ekavachana, cho nên đanh tá biến thành đanh tăng. Đanh tăng đã được điều phục, đã được rèn luyện, đã được điều phục, đã được rèn luyện. Rồi, anh Timasari rằng, anh Timasari rằng, ở đây do hai từ, anh Sima và Sari rằng ha. Chữ anh Tima có ý nghĩa là cuối cùng, nó là một tính từ ha. Còn Sari ra, nó là một danh từ trung tính, Akrantanapum Sakalinga. Chữ sarira có nghĩa là sát thân, nhưng mà sarira được chia theo đối các số ít Dutiya Vipati Ekavachana, cho nên sarira biến thành sarirang. Vậy thì cái câu số 2 này, cái chữ số 2 trong cái câu 3 này, antimasarirang là có cái sát thân cuối cùng. Có cái sát thân cuối cùng. Antima, như chấm mà antima là cuối cùng. Sarira là sát thân. Vậy thì ba câu này gom lại để chúng ta có được một cái ý nghĩa mà Đức Phật tán thán, đó là một vị Bà La Môn. Akko thanang watta wan tang si la wan tang anusadang dan tang antimasari. Người không nóng giận, có sự hành trì, có giới hạnh, không ngang bướng, đã được rèn luyện, có thân xác cuối cùng. Ba câu này cho chúng ta ý nghĩa ha. Akko thanang watta wan tang si la wan tang anusadang dan tang antimasari rằng, người không nóng giận, có sự hành trì, có không ngang bướng, đã được rèn luyện, có thân xác cuối cùng. Tâm hằng phù mỹ phẩm mã năng, ta gọi là Bà La Môn. Ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Hello. Quý vị nghe rõ ha.
tiếp tục. Câu Phật ngôn 400 có ý nghĩa: người không nóng giận, có sự hành trì, có giới hạnh, không hoang ố, đã được rèn luyện, có thân xác cuối cùng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Rồi, bây giờ xin lặp lại lần nữa ha. Người không nóng giận, có sự hành trì, có giới hạnh, không hoan ố, đã được rèn luyện, có thân xác cuối cùng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ở đây chữ không ngang bướng thì có chỗ dịch là không hoan ố ha. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát như thế này: người mà vô hận vô sân, làm tròn bổn phận, tự tâm tự điều, ly tham cất bước phiêu diêu, đúng bậc phạm chí chẳng nhiều lắm đâu. Người mà vô hận vô sân, làm tròn bổn phận, tự tâm tự điều, ly tham cất bước phiêu diêu, đúng bậc phạm chí chẳng nhiều lắm đâu. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngụ Ngôn: không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe dừng sự tại sao có câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 400 nha. Đức Phật Ngài để đề cập đến nguyên nhân chính, đó là Ngài trưởng lão Sariputta ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá. Khi mà trưởng lão cùng với 500 vị tỳ khưu tùy tùng một hôm đến nhà của mình để thúc thực ở làng Na La Cá, thân mẫu của trưởng lão Sariputta là bà Sari đã cung thỉnh chư tỳ khưu tăng vào ngồi trong tư gia. Trong lúc cúng dường vật thực, đã trách mắng trưởng lão Sariputta rằng: con chỉ được toàn những vật thực dư thừa, cơm nước dư thừa, có lực mà dính nơi đáy nồi của người mà thôi. Con đã từ chối 80 cô tí tài sản để đi xuất gia, cũng vì con mà ta đã bị phá sản. Này con hãy ăn đi. Trong lúc mà bà dân vật thực đến chư tỳ khưu tăng đã trách mắng các ngài: con của tôi bị các ông quyến rũ, này các ông hãy ăn đi. Trưởng lão Sariputta cùng với các vị tỳ khưu nhận vật thực xong yên lặng trở về tịnh xá. Ngài Rahula dân vật thực đến Đức Thế Tôn và Ngài phán hỏi rằng: này Rahula, hôm nay người đi khất thực ở nơi nào? Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con đi khất thực nơi nhà thân mẫu tế độ sư của con là Ngài Sariputta. Thế thì thầy tế độ sư của con có nói gì không? Bạch Đức Thế Tôn, tế độ sư của con bị bà thân mẫu trách mắng. Rồi thầy của con bị trách như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, bị trách mắng như thế này, có nghĩa là đồ ăn dư thừa, cơm nước dư thừa, vật thực dính nơi đấy ngồi, và đã từ chối 80 cô tí tài sản đi xuất gia, cho nên gia đình bà bị phá sản. Và như vậy thì thầy của con đã nói như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, thầy của con chẳng có nói gì hết, ngài chỉ cứ im lặng mà thôi. Thế rồi các vị tỳ khưu bàn luận về cái sự kiện ấy nơi giảng đường.
Này chư hiền, ân đức của trưởng lão Sariputta thật là kỳ diệu thay. Dù là thân mẫu ngài có trách mắng như thế nào, ngài cũng chẳng may mấy may bất bình phiền hận. Và khi đó Đức Phật đi đến phán hỏi rằng: Này chư tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Các vị tỳ khưu mới đem cái việc của ngài Sa Lợi Phất bị người mẹ trách mắng trình lên Đức Phật. Và Đức Phật lại nói rằng: Này chư tỳ khưu, lẽ thường bậc vô lậu không còn sân hận gì hết. Và ngài đã nói lên câu Phật ngôn 400 này: Apo than tao quan tâm si la quan tâm anu ta đằng đằng tâm an ti ma sa ri rằng tâm hằng phù mi phẩm ma nhằng. Không hận hết bổn phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Ở đây câu Phật ngôn này có nghĩa là người mà đã làm tròn phận sự trong cái sự tu tập, đó là thực hành hạnh Đầu Đà, có tứ thanh tịnh giới làm giới hạnh, y cứ vào đó thì được gọi là đã chấm dứt ái dục, đã thoát khỏi cái ái dục, và là người điêu luyện và giúp phục được các cái căn, và là người mang cái thân xác cuối cùng vì không còn sanh hữu nữa. Người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn. Nhưng sự này cho chúng ta thấy rằng pháp chủ nghe bà mẹ mắng rằng đồ ăn cơm mốt kẻ hầu tăng mà tâm chẳng chút sanh buồn giận, miệng chẳng buông lời nói phải chăng. Tăng khen pháp chủ nhịn nhường hay, Phật dạy tỳ khưu lậu tận này giới hạnh đủ đầy không hận ái, Bà La Môn thật xứng danh thầy. Như vậy thì câu Phật ngôn 400 duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và trong duyên sự này thì quý vị cảm nhận như thế nào khi mà mình về đến nhà của chính mình, bị mẹ trách mắng, mặc dù cũng đến Phật thực ra cũng dưỡng, nhưng mà là trách mắng chính bản thân mình, rồi còn trách mắng chư tăng tại mấy ông đó, mà con tôi phải khổ thế này, gia tài thì 80 cô tí, không biết cô tí là cái gì, giàu lắm á, giống như đại gia bây giờ, nhưng mà từ bỏ gia đình để rồi ôm mình bác đi xin ăn cơm thừa cánh cẳng người ta, bà ta đã chắc như vậy. Nhưng mà ngài Sa Lợi Phất ngài vẫn vô tư, tức là cái tâm của ngài đâu có còn bị tám pháp thế gian chi phối. Ngài là một vị lậu tận, là cánh tay mặt của Đức Phật mà, là pháp chủ mà. Cho nên những cái lời khen chê, những cái lời trách mắng đối với ngài, ngài vẫn giữ dưng trách mắng cho đã đi. Nhưng mà trong chỗ đó có những vị tỳ khưu phàm, rồi Đức Phật hỏi ngài Rahula, thì ngài Rahula mới trình bày tại sự việc xảy ra như vậy. Nhưng mà những vị tỳ khưu còn phàm mới thấy cái vấn đề này bất bình, đem ra để mà chia sẻ phân tích, mặc dù khâm phục cái hành nhẫn nại của ngài Sariputta, nhưng mà cũng cảm thấy ức ức nhá. Không riêng về ngài Sariputta bị mẹ la, mà chư tăng đến đó cũng còn bị trách mắng, thế là đem ra bàn tán. Và khi bàn tán thì Đức Phật mới dạy câu Phật ngôn này, dạy câu Phật ngôn này để cho chư tăng biết rằng con người muốn làm xong bổn phận của mình
thì cái vấn đề nhẫn nại, sự sân hận á, đó là một điều quan trọng mà phải nín nhịn, phải kềm chế. Rồi khi mà người ta trách mắng, cái tâm của mình nhìn vào sự trách mắng đó có khởi lên sự sân hận hay không. Khi mình khởi lên sự sân hận thì lúc đó chúng ta còn có đối tác qua lại, nhưng mà không phải là bỏ ngoài tai, vẫn nghe, vẫn hiểu, nhưng mà thấy được cái thật tính của Pháp. Nhất là đối với các vị thánh thì tâm của Ngài rất là bình an, đã trú vào trong Pháp rồi, cho nên sự sân hận không chi phối được. Rồi an trú vào trong tứ thanh tịnh giới, tức là bốn cái giới quan, và cái sự tham ái không xuất hiện. Rồi nhiếp phục ở đây có nghĩa là cả thiện và ác các ngài đều bỏ qua một bên, không có chấp vào trong cái thiện mà cũng không xa lánh cái ác. Thiện ác đối với các ngài, bởi vì đây là cái kiếp cuối cùng của thân xác này, cho nên gánh nặng đã đặt xuống, mọi việc làm đã làm xong thì chắc chắn rằng sanh hữu trong tương lai không có. Thì sự nhiếp phục ở đây không phải là nhiếp phục cái thiện hoặc là nhiếp phục cái ác, mà cả thiện và ác các ngài với cái tâm hoàn toàn coi như là vô tư, không có chú bên này, không có chấp bên kia, mà để đến cái trường hợp đã bỏ cái nặng xuống. Chính như vậy cho nên những cái lời trách mắng chính cá nhân của mình, và khi mà chư tăng trong số những vị đó có những vị phàm thì bất bình, mới đem cái vấn đề này thảo luận. Và Đức Phật gọi rằng Bà La Môn là người gánh nặng đã đặt xuống do cái sự nhiếp phục trong cái sự tu tập. Thì như vậy chúng ta thấy câu Phật ngôn này là một cái câu Phật ngôn mà chúng ta phải cố gắng. Cái quan trọng ở đây là phải chủ động kiềm chế cái tâm sân. Khi người ta chửi mắng, khi người ta la rầy, khi người ta trách móc, thì mình hãy nghe những cái lời chửi mắng, trách móc đó và coi cái tâm của mình có bị chi phối bởi những cái lời chửi rủa đó hay không. Đây là một cái trường hợp chúng ta phải quay lại chính mình, Ehipasiko, để thấy rằng mình có tiến bộ hay là mình tu để tu thụt lùi hay là tiến lên. Muốn tiến lên thì chúng ta phải nhìn vào trong cái sự sân hận của chính bản thân mình. Khi bị người ta chửi rủa, người ta khiển trách, người ta chê bai, mà cái tâm của mình có bị động hay không, đó là điều quan trọng. Và Ngài Xá Lợi Phất đã thành công. Ngài đã thành công. Không riêng gì người mẹ của Ngài mắng chửi khiển trách như vậy, mà Ngài đã bị một ông Bà La Môn đánh Ngài vô cớ. Tại vì ai cũng nói Ngài Xá Lợi Phất là người nhẫn nại, người không sân hận, người mà có như là được đề cao rất là nhiều. Thì cái ông Bà La Môn nói làm gì có chuyện đó, bạn thử thôi chứ, thử cái là biết liền. Mà ông ta làm thiệt chứ không phải là thử. Ông ta làm thiệt. Canh ma khi Ngài Xá Lợi Phất ôm mình bác đi cất thật hả, ông Rình đi nhẹ nhẹ phía sau tới quýnh một cái thật mạnh vào vai của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất Ngài vẫn đi bình thường, nhưng không quay đầu lại. Nhưng mà hỏi cái gì thế, không thèm nhìn đối tượng là ai, mà tại sao giận hờn gì mà coi như vô cớ đập tôi vậy? Không, không thèm quay lại, không cần biết đó là ai.
Nhưng mà sự kiện xảy ra thì Ngài chỉ nói, cái gì vậy? Cái gì vậy? Và ông kia tự nhiên thấy quê độ, người nóng lên. Mình vô cớ đi gặp người ta mà người ta không sân hận, không nóng giận, không có nổ bồ đề gai lên, thì cái anh này, anh cảm thấy nóng nảy cả người. Nếu mà mình không sám hối với những cái người như thế này thì chắc chắn là cái đầu mình sẽ bể làm bảy mảnh. À, và thế là cái sự hối hận, chúng ta đã quỳ trước Ngài Xá Lợi Phất xin sám hối. À, khi đó Ngài Xá Lợi Phất mới ngạc nhiên hỏi, cái gì vậy? Tại sao đương đi khất thực vậy? Rồi bị một người đánh, rồi bị một người mà tới quỳ trước mặt mình xin sám hối. À, Ngài dòm xuống, Ngài thấy, à, chính ông này ông đánh nữa. Nhưng mà mình ổng đâu có quen biết gì đâu. À, tại sao mà vô cớ mà coi như là kiếm lỗi mình? Thì Ngài mới hỏi, cái gì vậy? Thì ông ta mới nói là, ai cũng nói Ngài là người không có sân hận, không có nóng giận, cho nên con mới thử để coi Ngài thật sự có phải là không nóng giận, không sân hận hay không. Ồ, Ngài sẽ là con nói, thôi đứng lên đi. À, ông ta cảm thấy đức độ của Ngài như vậy và thỉnh Ngài về nhà để bác cúng dường. Khi mà để bác cúng xong rồi thì Ngài sẽ là Phật cũng phúc chúc rồi ôm mình bác đi về. Nhưng mà ông ta lại theo đưa Ngài Xá Lợi Phất trong sự tôn kính tiễn Ngài về. Nhưng mà khi bước ra khỏi cửa trên đường tiễn về thì bà con mới vây quanh lại. Ê, tại sao đánh thầy của tôi? Ê, tại sao mà đánh Ngài Pháp Chủ? Ê, tại sao lại đánh Ngài Thượng Cửu Thanh Văn? Tôi phải trả thù, tôi phải giết chết ông. À, người ta bất bình như vậy. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nó cản đó. Nó là, này, chị Việt Nam tín nữ, ông này ông đánh Atma, đánh ta, chứ không phải đánh các ngươi. Mà ông đã xin lỗi ta rồi, thì tại sao các ngươi còn ăn trái rồi đánh đập ông ta gì vậy? Hả? À, Ngài Xá Lợi Phất còn hòa giải để người ta không tạo ra sự oan trái, mà cứ nguyên nhân xuất phát là chính mình, chính bản thân của mình. Ông đánh mình, à, trong khi ông thử, nhưng mà thật sự ông đánh thiệt chứ không phải thử. À, thì Ngài Xá Lợi Phất đã hòa giải và để lại một cái đức độ mà từ một ông Bà La Môn tài kiến, ha, từ một người không có tiếng Phật pháp là gì, nhưng mà qua cái hành động của Ngài Xá Lợi Phất đã cảm hóa và ông đã theo Phật giáo, từ bỏ cái giáo phái của mình. Thì quý vị, với câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng không riêng gì mẹ đã khiển trách, đã có một cái tâm không tốt đối với Phật giáo. Tức là gia tài 80 cô tí, một cái tài sản quá lớn, mà Ngài Xá Lợi Phất mà chị em tất cả 7 người đều đi tu hết. À, quý vị thấy 4 người con gái, 3 người con trai. À, mà 3 người con trai đó xuất gia sau này cũng là thánh nhân hả. Quý vị biết rằng 2 người em của Ngài Xá Lợi Phất tên là gì không? Có ai nhớ không? À, học rồi. 2 người em của Ngài Xá Lợi Phất cũng rất là nổi tiếng rồi. À, quý vị học rồi trả lại cho chúng tôi hả? Rồi chúng tôi phải nhắc lại ha. Thôi bây giờ gợi ý nè, một người mà khi quên rồi hả, chắc chắn là vậy rồi, một người mà được Đức Phật tán thán là khi Đức Phật bệnh nè, à, thì cái vị này tụng thất giác chi, thất giác chi. Và khi tụng kinh thất giác chi thì Đức Phật coi như trở lại bình thường, không còn bệnh nữa.
cháu là một người em của ngài Xá Lợi Phất. Cháu ơi, đừng hỏi người em Xá Lợi Phất, không nhớ là cái gì hết. Cho nên mới cháp lên là một cô tí là 10.000 thuốc bỏ ăn mới đi. Cái này làm rối đội hình. Hỏi rằng hai người em của ngài Xá Lợi Phất gợi ý nè, một người đã tụng kinh Thất Nhất Di Satisambuddhaṃ-ya hả, và Đức Phật nghe thì cái tâm trở lại bình thường, không có còn bệnh nữa. Một người mà chính Đức Phật và 80 vị đại đệ tử đi đến thăm ở tại một cái nơi biên địa, đó là người em cuối cùng của ngài Xá Lợi Phật. Alo, còn nhớ tên ông bà con ơi? Kiểu này trời ơi, học hành cái kiểu này thì xà thủ sĩ tâm hạnh ngài Rê Quá Tá chỉ có 7 tuổi thôi nghe. Không, khoảng 16 tuổi chứ. Ngài Rê Quá Tá là cái người mà khi đám cưới á, chữ Rê Quá Tá mà nhận đọc Rá Quá Tá là sao? Khi đám cưới đó mới trốn bỏ cửa chạy lên người á, đang đau bụng á, đợi chạy luôn. Cái kiểu này không phải là bỏ cửa chạy lên người mà chạy mất dép luôn á, chạy thẳng xin mấy vị kia tu, mấy vị kia không cho, rồi mới nói rằng anh của tôi là ngài Xá Lợi Phất. Khi nghe tên của ngài Xá Lợi Phất thì Duy Tăng mới biết chắc là ngài Xá Lợi Phất đã nói rằng mẹ của tôi tà kiến, nếu mà những đứa em của tôi muốn đi tu á thì xin Duy Tăng quan hỷ. Và thế là công tử Rê Quá Tá đi xuất gia, được Duy Tăng chấp nhận, rồi tránh cái vấn đề gia đình ràng buộc, đi tuốt vô một cái rừng gai ở vùng biên địa ở trên ranh giới của các nước á, tuốt ở trong đó vắng vẻ, mà cái nơi đó phi nhân rất là nhiều, nhưng mà ngài với cái ba la mật của ngài hỗ trợ, cho nên ngài đã vượt qua trở ngại đó và chứng đạt thánh quả A La Hán. Đó là ngài Rê Quá Tá hả? Có người em chăm sóc ngài trước khi nhập niết bàn. Có người em chết khi ở trong hang bị rắn cắn. Cái chuyện trong hang bị rắn cắn này á là không có, mà cái người săn sóc cho ngài Xá Lợi Phất khi về tới cái nhà của chính mình, nhắc lại cho bà con nhớ Rê Quá Tá là một, còn một vị nữa, nhớ chưa nhớ hả? Mà nhớ được là hết giờ luôn nha. Thôi bây giờ nói luôn nè, 1, 2, 3 ai nhớ? Quên tốt lúc rồi. Đó là ngài Chun Đá. Trời ơi, sư tâm hành này là ai mà giỏi dữ vậy ta? Núp lùm ha, bây giờ mới trổ tài nè ha. Này, Rê Quá Tá là một, Rê Quá Tá là em út nè, Chun Đá là em giữa, này Xá Lợi Phất là anh đầu, còn 4 cô con gái nữa cũng toàn là thánh tăng, thánh ni hết á. Rồi, sa thủ. Cô Phật nguồn 4 cầm nói lên vấn đề gì? Hãy dẹp bỏ sự sân hận, nhất niệm sân tâm khởi bất vạn chúng muôn hà. Bởi vì khi chúng ta sân hận thì bao nhiêu cái cửa gia nghiệp chướng sẽ mở ra, và chúng ta sẽ đi vào 4 cái lâu đài thường trú ở khổ cảnh. Thì sự sân hận đó là một cái con rắn độc, cho nên trong tam độc có tham, có sân, có si, mà cái sân là cũng nguy hiểm lắm. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta với câu Phật ngôn 400 đến đây xin được kết thúc. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh.
Những người tu giới hành bố thí và tham thiền xin quay lực vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này chính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Giá. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo. Quân tập nơi đây mong cởi lòng quan nghĩ thành kinh nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp bân tử tôi thường đi dục diệt phiền não phần thân cầu nghi chính pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm tâm thiền định chứng hiện tại lạc châu đức hằng ngợi không gì so sánh được.